Nga trực có tên gọi khác, ngải tím, bồng trực, ngải đen, ngải tím, ngải xanh. Đây là một loài cây thân thảo, cao chừng 1 đến 1,5 mét, thân rễ hình nón, có vân ngang và khí dọc, mang theo những củ hình trụ tỏa ra theo hình chân vịt, có màu vàng ở trong và những vòng màu xám ở củ già. Ngoài ra, thân rễ còn mang những củ hình trái xoan hoặc hình trứng, màu trắng, có cuống dài và mảnh. Lá hình mũi mát, dài 30 đến 60 cm, rộng 7 đến 8 cm, không có cuống, có bẹ lá ở gốc, đầu nhọn có đốm tí dọc theo gân dựa ở mặt trên của lá, mép nguyên hơi uốn lượn. Ở Việt Nam, Nga trượt phân bố rộng rãi khắp các tỉnh miền núi và Trung Du, nhất là Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Cao Bằng. Tác dụng, công dụng của Nga trượt. Dược liệu Nga trượt có những công dụng gì? Bột bào chế từ thân rễ Nga trượt đem thí nghiệm trên chuột, đường uống cho thấy tác dụng tăng cường bài tiết mật rõ rệt, đồng thời ức chế nhẹ tiết dịch dạ dày. Không những thế, dược liệu này còn cho thấy nhiều tác dụng khác như kích thích tiêu hóa, kiện vị, bài hơi, tinh dầu có tính kháng khuẩn, cao cồn từ thân rễ có thể dùng ngừa thai, trên động vật thử nghiệm. Trong đông y, Nga trượt có vị cay, đắng, tính ôn, quy vào kinh can, vị thuốc này có tác dụng hành khí, phá huyết, thống kinh bế, tiêu tích hóa thực. Đối với y học cổ truyền, loài cây này được dùng làm thuốc chữa đau bụng, ăn không tiêu, đầy hơi, bế kinh, tích huyết, hành kinh có huyết khói, máu đông thành cục. Y học hiện đại lại sử dụng Nga trượt làm thuốc bổ trong rượu trường sinh gồm có lô hội 25g, long đợm thảo 5g, đại hoàng 2,5g, Nga trượt 2,5g, phan hồng hoa 2,5g. Các vị thuốc trên đem thái nhỏ, ngâm trong 2 lít rượu 60 độ trong 10 ngày, sau đó, lọc lấy rượu uống, ngày từ 2 đến 5ml. Uống nhiều quá sẽ có tác dụng nhuận tràng. Ở Ấn Độ, nước sắc Nga trượt phối hợp với hạt tiêu, quế và mật ong dùng chữa cảm lạnh. Liều dùng của Nga trượt. Liều dùng thông thường của Nga trượt là bao nhiêu? Liều dùng hàng ngày thường từ 3 đến 6 gram dưới dạng thuốc sắc hoặc thuốc bột. Một số bài thuốc có Nga trượt. Nga trượt được sử dụng trong những bài thuốc dân gian nào? 1. Chữa tích huyết, hành kinh có cục máu đông, đau bụng kinh hoặc rong kinh ra huyết đặc. Nga trượt và ít mẫu mỗi vị 15 gram, sắc lấy nước uống. 2. Chữa nôn ở trẻ bú sữa. Nga trượt 4 gram, muối ăn 3 hạt, sắc với sữa cho sôi chừng 5 gram, sau đó hòa tan với ngũ hoàng, lấy lượng bằng gạo, rồi cho trẻ uống. 3. Chữa cam tích, biến ăn ở trẻ em. Nga trượt 6 gram, hạt mồng trâu 4 gram, sắc lấy nước uống. Lưu ý, thận trọng khi dùng Nga trượt. Khi dùng Nga trượt, bạn nên lưu ý những gì? Để sử dụng Nga trượt một cách an toàn và có hiệu quả, bạn nên tham khảo trước ý kiến từ các bác sĩ, thầy thuốc đông y uy tín. Một số thuốc, thực phẩm chức năng hay thảo dược khác mà bạn đang dùng có thể gây ra những tương tác không mong muốn với dược liệu này. Trong quá trình sử dụng, nếu thấy xuất hiện các triệu chứng bất thường, hãy tạm ngưng dùng và thông báo ngay cho bác sĩ. Vừa rồi là bài chia sẻ của thảo dược xanh số 1 về công dụng và các bài thuốc hay từ vị thuốc Nga trượt. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận nhiều thông tin hữu ích về thảo dược trong những video lần sau nhé. Thảo dược xanh số 1 Zindo, Nam Dược Trần Gia xin cảm ơn. Bạn có thể mua Nga trượt ở đâu uy tín? Hiện nay, thảo dược xanh số 1 Zindo là đơn vị uy tín trên thị trường cung cấp dược liệu xanh sạch, an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm Nga trượt chúng tôi mang đến là sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, đảm bảo đúng chủng loại, mang lại hiệu quả tuyệt đối cho người dùng. Hãy gọi tới số 0839 363 777 để được tư vấn 24/24 và đặt mua với giá tốt nhất. Liên hệ ngay với thảo dược xanh số 1 zindo.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.